Hay dạo này anh em xem chùa không có like video cho cái channel anh Phòi hết, lần anh em đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh và bật nút chuông lên nha mọi người. Mọi người có nhu cầu mua Free Fire, thử một like kim cương, quay tay nhận ngàn quà khổ và nhiều phần thưởng khác chỉ với 25k. Mua nick Free Fire giá rẻ chất lượng hãy đến với shopanhphoi.com. Hay cay vãi nồi em ơi, cay vãi nồi mà. Ngày hôm qua kẻ solo định mệnh Hamon ngồi kia đập cái bó keo đỏ, mình nhìn bó keo đỏ mình tưởng nó năm lầy anh em. Má nhìn mà tức cái mình ấy, mình tưởng nó năm lầy, mình rình mình bóc lén anh em à. Thế éo nào là Hamon mẹ đập bó keo lừa vãi lồng. Và ngày hôm nay thì mình sẽ gọi là gỡ kèo giữa Phèn Văn Phò và Nam Lầy anh em à. Sao Nam Lầy vẫn chưa bắt đầu trận ta? À đây, vô rồi mời. Nay mình sẽ gọi là gỡ lại kèo anh em. Mà ngày hôm qua trận cuối mẹ Hamon chơi mẹ lừa vãi lầu anh em. Đến ngày cái quả bo này vào nóc sửa đúng không ạ? Chắc lẽ mình sẽ lấy ạc phụ của mình ấy, mua cây G18 với lại là lấy hai bị máu ạ. Mình lên nóc sửa mình tanh bo anh em. Đâu, à đây, G18 đây rồi anh em. Ấy, vứt thêm vào máu, rồi. Được anh em à. Game đầu chúng ta chơi dơ một tí anh em. Má, qua trận cuối cay, éo chịu được anh em mà. Hamon, mẹ đặt bóng kêu, mẹ lừa vậy. Mình thấy bóng kêu từ đỏ. Đây. Thấy nắp lầy rồi anh em. Nhưng chúng ta bỏ qua đi. Mình lên thẳng giàn giáo vàng nhờ. Đây. Ý. Nắp lầy hình như tức tích tiền mà. Không dám bỏ tiền nó mua súng đâu nhở. Thôi kệ đi anh em, mình lên trên đây mình ngồi đi, mình chỉ rình năm này bị chạy lên đây thôi. Chiếm cái bo này ngon rồi, hát chạy lên là chỉ có bảy đầu thôi mà. Năm này vẫn đi bên dưới thôi. Không dám đẩy lên mà. Biết thế, đẩy lên là bảy đầu, không dám đẩy lên với lại là cầm USP sao lại solo lại với G18 được đâu nhở. À đây ý. năm số làm gì đấy kia. Vãi mà. Ý. Mình trên góc cao mình vẫn lợi hơn thôi. Giờ chúng ta chỉ cần ngồi đấy, gọi là cấu, cấu tham chờ bo xiết này. Với lại cấu năm lấy mất đi 2 bình máu nữa. Mình có 4 bình máu lại em ơi. Ê, bắn mẹ dính mẹ cũng 2 viên đau vãi nồi em ơi. Ấy, mẹ dính thêm viên nữa này. Từ, cấu thêm một tí nữa. Cái bo chuẩn bị thu này. Ý. dính thêm 2 viên nữa, cay. Từ, bây giờ mình quay tay một bình máu đã. Đó. Giờ chờ bo xít vào thôi. Bây giờ mình vẫn còn 3 bình máu em. Phó vẫn ngon, mình còn cái đem nhật phó nữa thì này thì ăn chắc rồi chứ còn gì nữa. Không, cũng không dám câu lên mời, không dám câu lên luôn. Bắn năm này là bắn bên dưới kìa, tuyệt vọng rồi mời. Tuyệt vọng rồi, mẹ game đầu là mình biết mình ăn chắc cơ mà. Bỏ vào đây thì mình ăn chắc còn gì nữa. Từ múa phát anh em, múa phát trước khi mình Phèn Văn Phò lấy cái top 1 gỡ lại được bệnh 6 của à đâu. 1 củ vừa rồi mời.
một củ ngày hôm qua mày cay vãi nồi. Quay tay đại pháp. Ấy da, ui bó đốt đau đấy. Kịp không anh em? Năm là hình như hết máu luôn rồi. Không dám bơm máu luôn kìa, từ từ để mình xuống mình ăn kêu. Ui chưa kịp xuống ăn kêu để lấy thêm vàng mà đang định xuống gọi bắn để lấy giết năm này để lấy kêu để chúng ta có thêm vàng. Ui game này nó vào cái khu quần què này hơi khó nha. Mình mua cây UMP đi. Đúng rồi, tính một sóc gun mà thôi mời. Cái này bắn UMP cho nó lợi. Tại vì chỗ này nó nhiều điểm nắp quá. Thả solo 1-1 nó nhảy nó thọc hai viên cái là chết luôn. Lên mua thêm mũ mà. Mẹ, nếu mày lấy vút vào đầu mày còn đỡ được chút xíu đam. Chạy nhanh qua đây mời. Lấy xe tải. À, đây. Hello anh dai. Ôi, nó chạy đâu đấy kìa. Ấy á, chết mẹ, lộ vị trí đấy anh em. Mẹ cấu được có hơn 5 trực tiếp mà bị lộ vị trí rồi. Chạy qua góc ở đây đi. Năm lại đang đứng ngay trước cửa rồi. Mình nghe thấy tiếng chân rồi. Đây. Ấy. Ú mẹ, có cái nào mà lấy cho sọc cuốn không anh em? Từ từ. Ý. Cái quần què gì vậy? Em không tin được. Biết thế xây mẹ giờ rồi mà. Cái chết nhỏ. Mày sang game mới anh em. Má, lần này mình lên chơi cái gì đây ta? Má, không đủ tiền cứ mua sọc cuốn 2 viên luôn. Thôi chắc mua sọc cuốn này đi. Ôi thôi chết mẹ rồi. Sọc cuốn hàm cá mập. Quên đổi lại cái cây đôi mắt tử thần rồi mời. Mẹ không biết ăn đúng nữa. Từ từ. Bây giờ mình đẩy lên ra sớm ơi. Mình lấy cái gọi là cái góc ke á. Góc ke mình sẽ gọi là ít di chuyển để gọi là vụ trộm nó dễ mà. Ấy, qua hẳn nhà bên đây đi. Rồi sang nhà bên đây thôi mời. Mẹ lên thì nữa là lộ tiếng. Ê đây. Nghe tiếng chân của Lam lầy rồi. Chạy sang bên tay đi. Hình như đang trước mặt mình này. Để mình nghe tiếng chân không nhầm. Đau. Đâu ra đây? Tôi thân luồn ra sau nhanh thế. Đây. Thấy rồi nhá. Đâu rồi. Ê. Ấy, đẩy qua chơi luôn kìa anh em. Từ, quay tay. Ấy. Nhưng mà luồn qua đây này. Nhảy ra. Ấy. Chết mẹ, nghe nhầm tiếng chân rồi, ăn cất rồi. Ui, thua 2 game rồi. Chết mẹ rồi mọi. Ấy, không được cho kêu. Ui. Vãi cẩn cái mẹ éo nó. Thua 2 game bị sụt cho không trượt bắt nào mà. Từ trận này mình bắn MB đi. Thì chúng ta có MB big vàng rồi. Mua tạm mũ đi anh em. Mấy cái này là dễ bẻ đầu hơn là bắn vào người thôi. Đầu mẹ lên chúng ta lên giữ gọi là trọn vẹn cái đầu của mình. Mấy năm nay bắn nguy hiểm lắm mẹ, hở tí là bẻ đầu đi nè. Lần này mình có MB big vàng rồi. Không biết năm nay mẹ có chắc khả năng sẽ để tiền rồi. Mình sợ mua giáp chứ. Mình sợ năm nay mẹ win 2 game giàu tiền mua giáp vãi nồi. 2 game còn có cả 2 kill nữa cơ. Phần này hơi khó này. Rồi đó. Đây. Năm này cũng hơi bất ngờ mà mình cũng hết hồn mà. Ấy. Thôi xong rồi, mẹ đổi nhầm cái MB rồi. Mẹ sao ta stop gun kia thì mình không cầm đôi mắt tử thần mà. Thôi mua lại cái MB đi. Mẹ cái này lại không có giáp cơ. Vãi thật. Thôi kệ mà, không sao. Cái MB này để bắn tầm trung, còn cây P90 mình để bắn nó tầm xa em ơi. Mẹ thế mình lại ở bên dưới chứ. Không đủ tiền mua nổi giáp 2 luôn cơ. Thế này hơi khó này. Game vừa rồi mình thắng lại quăng mình xuống bên dưới anh em. Mẹ thế trên lợi. Chết mẹ còn vầy áp đúc thế kia. Vầy áp đúc thế kia tự. Mình chơi cận chiến anh em. Mình không để dính một viên A đúc được. Mẹ không giáp dính một viên A đúc là toang đó. Từ chạy vào đây áp sát đi. hình như năm này là chơi mua mấy mỗi cây AA đúng thôi mà.
À, sao ta? Mình đẩy sang góc bên đây đi. Ai! Đau thế. Mẹ, một viên Adobe mẹ muốn rụng rụng trứng luôn này. Úi mẹ, Adobe còn có skin cơ, 165 tiết lận. Ấy, công này. Ấy, ấy. Mồ hôi tay. Từ từ nghe. À, đẩy quá. Úi, tí thì toang mà. Mẹ vào rồi bị ăn. Từ từ. Sao có đây? Mẹ mồ tay khó chịu thật ấy. Năm này chơi gì đấy, cầm AA lúc lại chơi cận chiến à? Từ. Hình như thế mình là chạy bo bo xong ạ. Bây giờ mình chờ năm này chạy bo này. Quả này ngon này, quả này ăn này game, khả năng ăn này. Má sợ vậy, AA đúp vào người mình thôi chứ. Một bây giờ mình không giáp là một viên AA đúp vào người là chết luôn á. 300 đam là chết luôn em ạ. Từ, bây giờ mình chờ là năm này chạy bo đi. Ý nhẹ múa một chút xíu mà. Phải chờ chạy ra hẳn mình mới bắn cơ. Chứ không bây giờ câu rỉa là mẹ hở phát là bộp phát là mẹ đi luôn em ơi. Đi một sải dài đấy. Đấy chúng ta phải... chạy bao lại. Múa lên đi em. Như vậy là chúng ta thắng 3 game rồi anh em. Sắp được gơ cơ kèo, sắp được gơ kèo rồi. Chờ này mình sẽ mua Adobe đi. Mà thôi chơi ngu rồi. Mua Adobe lại không có đủ tiền mua bom kèo lại mà là mua giáp. Quả bo này thì đủ. Trời ơi, mình lại lỗ em ơi. Mình lại lỗ về vị trí này. Thế bây giờ thế bo này nó thu về bên phía nhà gà nó lợi hơn em ơi. Thế bây giờ khả năng là mình phải đẩy sát bên nhà gà. Ê, không được. Lên nhà đá đi. Bây giờ là game này là game cuối các bạn, mình không thể để tỷ số là 3 đều được. Bây giờ cố gắng thắng game này là chúng ta gỡ lại định mệnh kèo gọi là 6k kim cương em. Đây. Thế làm lại đây rồi. Ý. Mình là chơi trò chịu mình mới tập được em. Hình như năm này bắn MB mà. Chắc là đủ tiền mua mỗi cây MB thôi anh em. Nếu mà mua cây UAP thì mới ra có khả năng bắn tầm trung á. Nhưng mà MB thì mình lợi hơn rồi anh em. Mình có A đúc này. Nó này lồi ra bắt nữa không? Chờ chọc bật gặp. Ui. Sao cái con Moco nó không bắt tầm ta? Năm lại đứng bên... tặng hoa. Đau. tặng hoa không hiểu sao tặng hoa lại lòi cái tay đó kia để chết rồi môi. À, bây giờ thế mình phải chuẩn bị chạy bo này. Tí nữa là mình chạy bo là mình phải định mệnh ke anh em. Mới là năm lầy lên trên lầu hoặc là đứng ngay bên dưới loại ke mình chạy qua đó. Giờ thế mình là không có bom keo. Pha này là chạy bo là hơi khó này. Thôi chạy bo đi anh em. Mấy bây giờ nếu mà mình là dụ năm lầy ra bắn được một viên AA đúng là khả năng là ăn kèo mà. Bây giờ ấy không luồn xuống đây. Ấy kèo thật đây. Một pha uầy bắn đứng vai rồi. Thế là chúng ta gỡ lại được kèo được phải 6k kim cương rồi mọi người. Ra xin tiền. Uầy. Anh em nói gì mẹ pha vậy đúc mẹ rùa vãi nồi mọi thank you.